Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay lên giới thiệu lại đến các bạn là mình bán ba cái đầu CD. Trong đó là có hai cái đầu CD Sony và một cái đầu CD Denon. Sau đây mình xin giới thiệu là một cái đầu tiên là CD Sony XA50S. Dòng này made in Japan, điện 100V nha các bạn. Dòng này đọc rất là chi tiết. Đó. Rất là đáng chơi, sưu tầm. Máy mình về là còn nguyên bản các bạn, nó có một cục chặn này các bạn. Đó. Đĩa đây các bạn bỏ đĩa vô và các bạn sử dụng bằng cục chặn, các bạn chặn vào thôi. Nó đơn giản. Cái đầu thứ hai mình giới thiệu đến các bạn là cái đầu CD Denon 1550AR. Đó, dòng này thì cũng rất là đáng chơi, đáng sưu tầm. Đó. Đĩa đọc được tất cả các loại đĩa nha các bạn. Đây các bạn có cái đĩa trầy xước mà mẹ mà nó đọc vẫn còn tốt. Đó, mình thử test cho các bạn xem. Cái đầu CD thứ ba mình xin giới thiệu đến các bạn là cái đầu CD Sony X550S nha các bạn. Đầu này cũng rất là đáng chơi, rất đáng để sưu tầm. Đó. Âm thanh chi tiết, cả ba cái đều made in Japan, điện 100V nha các bạn. Đó, hôm nay mình test cho các bạn nghe thử ha. Đó, mình đang test thử nghe các bạn, nghe cái âm về cái đầu Denon 1550AR nha các bạn. Tất cả đều có khiển zin hết các bạn. Thầm thầm chiều trôi khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối thì thương mến nhau, hai người hai ngã tranh. Hẹn gặp nhau đây đến câu lá đồ, xuân đang kín mờ nhạt nhòa ước mơ. Nếu em đã gặp sao em không nói, sao em cúi mặt em vẫn buồn anh. Anh hiểu rồi đây, khuya nay em mình ra bài bài 6, bài 9 luôn. Đó, đọc rất là mát, đọc rất tốt. Rồi, bài 2. Mình bài 14 luôn nha bạn. Bài cuối cùng luôn. Đó, đọc rất là tốt các bạn ha. Nói chung mát đồng rất còn tốt. Đó. Cái đầu thứ hai mình test cho bạn là đầu Sony XA50S các bạn ha. Mắt đọc rất tốt nha các bạn. Nói chung rồi mình test cái đầu thứ ba cho các bạn xem ha. Rất là nhanh, đọc rất là tốt các bạn ha, mát rất tốt. Bài cuối cùng luôn đó, các bạn thấy rất tốt đâu không?
xin thông báo lại là cái đầu CD Sony XA50S bao gồm máy và một cái khiển zin, mình bán với giá là 4.800.000 bao ship toàn quốc nha các bạn. Máy rất đẹp, mặt núm là không có trầy xước nè các bạn. Đó. Cái thứ hai là đầu CD Sony X550S. Dòng này là zin nguyên bản các bạn, còn tem luôn các bạn. Mặt núm không trầy xước. Đầu này mình bán với giá là 5.800.000 bao gồm có một cái khiển zin luôn nha các bạn. Đó. Cái đầu thứ ba là mình xin bán với bạn là cái đầu CD D51550AR. Đầu này mình bán với giá là 4.200.000 bao gồm có một cái khiển luôn các bạn. Đó, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình xin thông báo là tất cả đầu CD này mình đều có bảo hành 3 tháng cho các bạn sử dụng hết nha các bạn. Đó, các bạn mua về an tâm sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng cảm ơn.